Xin chào tất cả mọi người đang xem video nha. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái mô hình trồng sen ha. Sầu riêng với cà phê. Thì đây là một trong những cái mô hình mà đem lại cái hiệu quả kinh tế cao nhất hiện nay. Sầu riêng để cao, phần tán ở dưới để cà phê ha. Thì quả thực là với các bạn rất khó để kiếm những cái vườn mà chỉ trồng sen sầu riêng với cà phê thôi. Coi như là họ trồng sen đủ thứ hết. Thì thông qua đây, video hôm nay tôi sẽ nói về các bạn một số cái thuận lợi khó khăn trong cái mô hình trồng sen này. Điều đầu tiên, thuận lợi của nó là nó mang lại cái thu nhập khá là ổn định cho cái cây trồng của chúng ta. Vì cây sầu riêng nếu mà nó có xuống tới khoảng 20.000 ký thì vẫn chấp nhận được. Còn cà phê chúng ta biết mặc dù nó không có tăng mạnh nhưng mà nó dao động từ cỡ 35 đến 40 vẫn chấp nhận được. Trong nông dân chúng ta vẫn có lời. Điểm thứ hai là khi mà trồng sen như vậy thì cái diện tích mà chúng ta thu nhận được ánh sáng ấy, thì nó sẽ được hơn so với chúng ta bỏ phí ha, không trồng sen. Vì trong những năm đầu mà sầu riêng lên ấy, thì cây cà phê sẽ che một phần cái tầng đất ở dưới, làm giảm cái hiện tượng bốc thoát hơi nước, phân bón và dinh dưỡng ha. Còn cái điểm không thuận lợi là cây sầu riêng thì nó phải nói là canh tác cũng hơi đòi hỏi yêu cầu cao, còn cà phê thì có thể là yêu cầu thấp hơn vì cái thời gian ra hoa giữa hai cây này nó cũng na ná nhau, nhưng mà cái lượng phân cây sầu riêng nó ưu tiên cái dòng kali trắng hơn nên là nếu có trồng sen như vậy thì cây cà phê nó phải bắt buộc phải theo cái phân của sầu riêng thì cái trái sầu riêng mới đem lại cái chất lượng được tốt hơn cho nên dẫn tới cái chi phí chúng ta chăm cả vườn nó sẽ cao hơn. Điểm thứ hai thì khi mà trồng sen như vậy, hầu như là mô hình nào cũng vậy hết, thì cái tác động về cái năng suất nó sẽ giảm đi so với trồng thuần, nó sẽ không được cao và đạt được cái yêu cầu lý tưởng nhất, nhưng mà bù lại nó sẽ mang lại sự bền vững cho vườn cây hơn. Thì đây là một cái mô hình đáng được rất là ưa chuộng hiện nay. Hầu như là những khu vực nào có trồng cà phê hầu như là cũng có sen sầu riêng. Các bạn có thể tham khảo cái mô hình này để đưa cái mô hình sao cho phù hợp cái vườn cây của mình, đem lại hiệu quả kinh tế tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã xem video.